Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn sản phẩm Map Logic 70 xin lỗi các bạn 90W3. Đây là một trong các thuốc đặc trị tuyến trùng gây hại trên cây trồng. Thì bên trái màn hình các bạn đó là mẫu mã của sản phẩm Map Logic 90W3. Ở đây các bạn để ý giúp mình, thứ nhất đó là Map Logic, đây là tên thương mại. 90 đó là thành phần phần trăm của hạt chắc. W3 đây là viết tắt của chữ vegetable powder, có nghĩa đây là một dạng bột hòa nước. Khi mà chúng ta hòa, đây là nó nói lên đó, cái tính chất của cái loại thuốc này, cái dạng thuốc này, cái dạng thuốc này là dạng bột, thì khi chúng ta pha vào trong nước thì nó sẽ có những cái hạt mịn lơ lửng tạo thành dạng huyền phù. Thì khi mà chia sẻ một sản phẩm thì mình cũng chia sẻ luôn cái phần là WB hay là SC hay là qua những ký hiệu đó là gì để cho các bạn nắm luôn từ từ các bạn nhé. Mình sẽ nhắc đi nhắc lại vấn đề này thêm nữa. Mình xin đi vào thành phần chính của sản phẩm Map Logic. Thành phần chính của sản phẩm đó là chất linoleic chín 90%. Tính năng và tác dụng thì Map Logic với hoạt chất linoleic thì là sản phẩm độc quyền của công ty Map Pacific. Nó ngăn cản sự trao đổi chất và phát triển của tuyến trùng nên hiệu quả với việc diệt trừ tuyến trùng. Nó cung cấp nhiều loại khoáng vi lượng cần thiết cho cây trồng, giúp kích thích sinh trưởng và tăng suất phẩm chất cây trồng. Đồng thời, Map Logic cũng tăng khả năng chống chịu của cây trồng đối với các bệnh do vi khuẩn và nấm gây ra. Map Logic có thể phối trộn với các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật khác để rải vào gốc trong thời gian bón phân, sau đó lắp lại. Về hướng dẫn sử dụng thì đối với cây trồng là cây lúa thì chúng ta pha cái liều đó là 1 đến 1 kg trên 1.000 m2. Ở đây thì các bạn đây là thuốc này á, thì công dụng mạnh khi mà chúng ta dùng cách là rắc rải. Vì vậy thì các bạn chia ra nhé, thì 1.000 m2 thì chúng ta dùng khoảng là 1 đến 1,5 kg. Còn đối với cây cam thì chúng ta dùng từ 10 đến 15 kg trên 1 hectare. Thì phần này các bạn có nghĩa là các bạn 1 hectare của bạn, ví dụ mình trồng được bao nhiêu gốc cam, bao nhiêu gốc cam thì chúng ta chia ra, ví dụ như 500 gốc cam 1 hectare đi, thì chúng ta lấy 10 kg chúng ta chia ra bao nhiêu gốc, thì mỗi gốc sẽ được bao nhiêu lượng thuốc. Tương tự nhé, đối với hồ tiêu cũng dùng là 10 đến 15 kg trên 1 hectare, đối với thanh long là 15 kg trên 1 hectare. Lưu ý là chúng ta rải thuốc vào đất, vùng rễ cây trồng, tại vì đa số tuyến trùng thì nó sẽ tập trung ở vùng rễ cây trồng để nó chích hút cắn phá vân vân. Nên trộn thuốc với cát hoặc là phân chuồng 21 hoặc là phân NPK hay kali để rải. Cũng như nhân tiện video này thì mình chia sẻ thêm với các bạn một số cái loại thuốc mà trị tuyến trùng khác gây hại cho cây trồng. Thì các bạn vào website có domain đó là vietnamnongnghiepsach.com.vn. Ở phần trên cùng ở đây các bạn nó có một ô hình chữ nhật là tìm kiếm sản phẩm, thì các bạn hãy đánh chữ là tuyến trùng. Các bạn cần gì thì các bạn cứ đánh vào. Đánh vô và bấm cái nút tìm kiếm. Sau vài giây thì website sẽ trả về cho chúng ta một số cái sản phẩm trị tuyến trùng, ví dụ như là Pyronin hoặc là Heroga hoặc là Stop. Hoặc là Map Logic, đây sản phẩm ta đã nói tới chia sang Silver để sản chế phẩm sinh học chuyên trị tuyến trùng Lucas, Probul hay là Agricap, Tecfigo hay là Classico vân vân. Nó có rất nhiều sản phẩm rồi nhé, nó tới là 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang giống như vậy, thì mỗi trang cũng phải 10 sản phẩm, 12 sản phẩm, thì chia ra nó rất nhiều sản phẩm. Các bạn hãy tham khảo thêm các bạn nhé. Mình xin chào.